Một đối tượng vận chuyển 58 bánh heroin bằng xe taxi vừa bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt giữ vào sáng hôm nay. Chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 30K0164. Tiến hành kiểm tra trên xe, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một ba lô được để ở phía ghế sau của chiếc xe. Bên trong có 30 bánh heroin và một ba lô do người thanh niên mang trên người chứa 28 bánh heroin. Lái xe khai tên là Vi Văn Bằng, sinh năm 1982, ở xã Bình Sa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng ngồi trên xe là Nguyễn Duy Biên, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đang trên đường vận chuyển ma túy từ Sơn La lên Lạng Sơn thì bị phát hiện và bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông đã bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra mở rộng vụ án.